Chuyện kể cho bé, họa mi và vành khuyên. Ở một khu rừng xa rất xa, trên hai ngọn cây cạnh nhau, có nhà của chim họa mi và nhà của chim vành khuyên. Vì là hàng xóm từ hồi bé xíu, nên họa mi và vành khuyên thân nhau lắm. Ngày ngày, hai bạn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Có trò gì chơi cũng đều chơi chung. Bỗng một ngày, nhà họa mi có khách đến thăm. Đó là bác Xếu. Bác rất tốt bụng và vui tính nên họa mi quý bác lắm. Lần này bác Xếu đến chơi, mang cho cô nàng một túi hạt đậu to, thật là to. Họa mi vui quá, rối rít: "Ôi thơm quá, ngon quá, cháu cảm ơn bác Xếu ạ." Sau khi bác Xếu ra về, họa mi hí hửng mang túi đậu vào nhà ăn thử một hạt. "Ui, ngon thật đấy." Rồi hai hạt: "Chà, ngon quá." Ba hạt: "Ôi sao mà ngon quá đi mất thôi." Cứ thế, hạt đậu ngon quá, họa mi ăn liên tu tì mấy chục hạt không dừng được luôn. Đến khi đã no quá rồi, túi đậu đã vơi hẳn đi, cô nàng mới chép miệng nghĩ thầm: "Chỗ này mình sẽ phải cất đi để dành, lúc nào đói bụng thì mình lại ăn. Có nên chia cho bạn vành khuyên ăn cùng không nhỉ?" Không, còn mỗi một ít, có nhiều đâu mà chia. Tốt nhất là ta ăn một mình thôi." Nghĩ sao làm vậy, họa mi giữ bí mật, không cho vành khuyên biết. Cất kỹ túi hạt đậu trong nhà và mỗi ngày lại lấy ra chén tỉ tỉ cho đến khi nó căng mới thôi. Vài hôm sau, túi đậu nhẹ bẫng, dường như đã hết đậu rồi. Ăn mãi cũng ngán nhỉ? Thôi, bye đậu. Họa mi quăng veo chiếc túi ra ngoài cửa sổ. Gió cuốn chiếc túi ra xa, lơ lửng trong không trung. Gì thế kia? Hóa ra trong túi vẫn còn sót một ít hạt đậu kia. Chúng rơi xuống. Chúng ngay đầu bạn vành khuyên đang đi học thêm về. Áo, cái gì thế? Hạt đậu à? Ôi, còn nữa này. Đậu ở đâu mà rơi xuống đây nhở? Trông có vẻ rất thơm ngon. Vành khuyên gom nhặt từng hạt đậu rơi vãi mà không hề biết rằng đó chính là những hạt còn sót lại trong túi đậu của họa mi. Cậu chàng vui quá. "Mình sẽ để dành chỗ đậu này, rồi mang đến chén cùng bạn họa mi thì ngon lắm luôn. Ok, đi thôi, kẻo trời mưa mất." "Họa mi ơi, mở cửa cho Khuyên với." "Đây đây, nhìn xem này, Khuyên nhặt được 10 hạt đậu ngon lành đấy. Khuyên nghĩ ngay đến mi, bọn mình chia đôi nhé. Thế là mỗi đứa được 5 hạt, Khuyên với mi cùng ăn là vui nhất." Họa mi nghe bạn nói thế, vừa ngỡ ngàng, vừa xấu hổ, đến nỗi đứng hình luôn, mặt mũi đỏ bừng, rưng rưng nước mắt. Họa mi nghĩ thầm: "Ôi, lúc mình có cả một túi đậu đầy hàng trăm hạt, thì mình chỉ biết giữ lấy để ăn một mình. Thế mà bây giờ, vành khuyên có mỗi 10 hạt cũng chia cho mình một nửa. Mình xấu hổ quá đi mất thôi." Cuối cùng, cô nàng chim họa mi cũng đã nhận ra rằng mình không nên tham lam, ích kỷ. Mà đã là bạn thân thì sẽ nghĩ đến nhau, chia sẻ cùng nhau niềm vui nỗi buồn. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chun Chin xin tạm biệt bạn nhé.